Ở Ấn Độ, sập nhà lầu 11 tầng, ít nhất 10 người chết, tin từ Chennai. Nguồn tin từ giới chức chính quyền địa phương hôm Chủ nhật hôm nay 29 tháng 6 cho hay có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ sập một tòa nhà tại thành phố Chennai ở miền nam Ấn Độ. Phần lớn cư dân bị chôn vùi trong đống gạch vụn đổ nát hoặc chết hoặc bị thương kẹt dính trong tòa nhà bị đổ sập. Tòa nhà này đang được sửa chữa theo một dự án xây dựng khu vực kết hợp hai công năng vừa dùng để ở và vừa để mua bán. Khoảng 28 người được giải cứu khỏi đống đổ nát, trong số hơn 50 người bị kẹt lại đây. Tòa nhà này cao 11 tầng, cách trung tâm thành phố Chennai khoảng 20 cây số. Cũng trong ngày hôm qua, tại một nơi khác, một khu chung cư 50 tuổi ở New Delhi cũng đã sập nhào, làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Số vụ sập các tòa nhà xảy ra liên tiếp hồi năm rồi tại các thành phố lớn ở Ấn Độ đã làm khoảng 100 người thiệt mạng. Tháng 9 vừa qua, một góc chung cư ở Mumbai bị sập cũng đã làm chết 50 người.